bự đứng ra tao luôn trời. Ok mọi người, thì hôm nay mà mình hát mà mình đã sáng tác được một bài hát được mang tên Bỏ Dẫn Chùa Hôm Nay Có Chó, và hôm nay mình sẽ trình bày cái khúc tại đồng quê thôi, phóng mát giữa cánh đồng thế này. Bây giờ bay một cái đồng nha. 3 2 1. Anh đưa em vô chùa, chùa hôm nay có chó. Anh đưa em vô chùa, chùa hôm nay có cày. Thịt cày mà nấu đậu xanh đi, đi tu gì nổi. Thịt cày mà nấu cà ri ý, đâu phải tay chùa. Chào mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã tới với channel của mình. Mình là Nguyễn Hải đại gia Khmer. Tao mới phát hiện ra một điều là cái chỗ mình ăn trái bí hôm bữa, chỗ có chạy tao ngủ hôm bữa có một cây áo đầy trái luôn. Mà cây bơm tôi leo đó. Đây, ở đây chẳng thấy cho mọi người. Phía sau cái cây này mình gặp cây áo rồi. Bây giờ anh sẽ làm trái muối ớt. Anh đi làm đi, đây tôi leo cho. Ừ. Anh làm trái muối ớt à? Trái nước muối ớt thì dưới mình chấm mình ăn. Anh sẽ lên kiếm cái thằng bé nha. Bữa nay thì có Văn, Sưng, Nghĩa, và Trí và Quy và cái chị bán vé số nữa. Rồi. Chào mình đây mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi dưới thôi. Let's go. Các bạn, giờ mình lên cây bẻ nha các bạn. Nói gì vậy? Quy, có đâu các bạn, có mày biết cái cam đây. Bà nội lại đây đỡ cái đít ta lên nha. Đỡ đít anh gà. Ông người ta đỡ mà ông leo lên cái mọc luôn. Lên bẻ cho tao rồi. Mày bơi mày lên á. Tương chỉ mày lớn kiểu leo lên. Thôi kiếm cái gỗ đi Sơn. Ông nội. Má bẻ trái chín bự quá. Bự á. Nè mời mọi người ăn cháo. Các bạn ơi các bạn. Bạn leo cây này cẩn thận nha các bạn nè, gì không nè. Ai sao? Trời ơi trời. Ở trong quá trời gáo luôn kìa. Giờ mày sao? Má trời. Giờ mày sao? Chọc ta. Mày sao? Làm gì ba dữ sừng. Ui da má ừ. Đây là cái vàng mồng tơi nha mọi người. Cái quần á, dây lông quần mày buộc vô. Đâu gà. Ê có gì dưới dây không? Rất nhóc chân mọi người. Đây chén, cái chén của mình đây. Ê mới rụng cái xanh xanh 2 3 trái đó sừng. Tạ quá. Mấy trái vàng vàng đó. Nè, bên đây nè, phải để bỏ đi. Đây kìa, đây kìa. Đó đó, mày rớt đó. Mày đó luôn đó. Mày rớt hả? Về đi em, về với mẹ cha. Lát rồi về với cô La Tăng rồi nhìn. Tao buộc là chắc chắn lắm luôn á. Nè bạn, thấy không? Lát còn xì rửa lại nha. Cái chua mà chấm với nó mới ớt rồi nó ngon lắm á. Được rồi. Đầu tôi đi, kìa trái bự bên kia luôn rồi trời. Cầm đi tao đó. Cu lên đầu. Trời. Cu lên đầu kìa. Mệt quá. Nó già không được. Đây. Trời ra. Chí là sao dịnh để bỡ đít nó chứ. Ông nội ơi. Quả cú. Nè giật nè. Giật nè. Chưa. Dịnh. Đi ra nhân hoàng thượng vậy. Đây nè. Cái cổ phá cắn rồi. Mày coi cái gáo đi. Đủ má lòng không. Ôi lên đầu em. Xuống bước đi. Đây à mấy trái. Xong ngồi xuống. Cho đó luôn rồi. Được rồi. Đủ quần ca. Xuống. Bẻ đi rồi đi. Còn mấy cháu ngồi đó kìa. Xuống. À nội ăn mày có leo á. Đủ quần ca. Ây da. Ơi. Cái giò kêu ngoạn cơ lẹ đi. Điều đây mày cái giò kêu ngoạn quá. Lấy cây nhỏ đi. Cái giò cái giò ngoạn quá đây. Làm cái gì mà cái giò mà để thay thùng tăng chim đó mày. Không chết luôn. Kêu cầm giờ đưa lên. Không chịu ngoạn cái giò bên đây qua, mình đưa cái giò bên đây hoài. À, cô ông như cây trẻ đâm mất chết. Đây à. Bà cố bắt mày. Xuống. Đúng không kìa. Ây da. Trời ơi. Trời ơi. Bà cố đi đâu vậy. Như là thánh giống cỡ ngựa vậy. Qua đây nè. Ê. Đứng lên chân chạm đi. Ở cu lên đầu. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đó là đúng rồi. Trời ơi. Đúng má. Đừng quay nó đi. Uống nổi mày, nghĩ mua uống nổi. Uống qua qua đá đập lưng rồi. Con trai đập. Nào bẻ xong. Hai mày làm gì vậy? Đứa cây. À xiết đó, đứa cây mày. Tới. Đứa đầu em ra đây. Ngọt luôn á. Thế cái chú thì cười gần chết.
Ừ thôi. Chụp cái đọt. Ê chụp cái đọt luôn, chụp cái đọt luôn, kéo nguyên đọt xuống luôn. Cái đọt luôn á. Đây nè. Kệ lấm lấm lấm. Đó, lấm vắng đó, cái gáo đó. Rồi, xuống. Rồi, xuống dài luôn. Ê, dùng trước kìa, dùng trước kìa. Dùng vô. Giỡn tao nó bắn như mừng rồi. Trong vô chú là mai hút bà độ mấy lợi rồi đó. Kính thưa quý vị, và hôm nay trong giây phút chờ đợi hân hoan của buổi tiệc ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu cho quý vị một ca sĩ xin được phép giấu tên, là người đã mang giọng hát của mình đi đến thế giới để hôm nay phục vụ chương trình. Ca sĩ của tôi xin hát một bài hát được pha mang tên Hạt Dưa Bị Sầu. Ủa chào mày đứng xưng quá hả? Không thấy luôn mày ơi, mày má bự đứng cha tao luôn trời. Ok mọi người, thì hôm nay mình hát mình đã sáng tác được một bài hát được mang tên Chùa Hôm Nay Có Chó, và hôm nay mình sẽ trình bày cái khúc tại đồng quê thôi, bóng mát giữa cánh đồng thế này. Bây giờ bay một theo động nha, 3, 2, 1. Anh đưa em vô chùa, chùa hôm nay có chó. Anh đưa em vô chùa, chùa hôm nay có cây. Bên cạnh mà nấu đậu xanh đi á, đi tu gì nổi. Bên cạnh mà nấu cà ri ý á, đâu phải tay chùa. Bây giờ mình phần văn nghệ thì mình đã bù cho bạn ngày hôm qua rồi nha. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đi rửa gáo và bắt đầu cái review cho mọi người đây. Chán quá, còn đi bé Sưng đi rửa gáo rồi bạn ơi. Thánh lửa. Bên này có thánh nữ kiến lửa. Ngồi trong mổ kiến lửa luôn kìa. Để cho mày chờ. Rồi ngồi ăn đâu mấy ba? Ngồi ăn đâu? Đây luôn hả? Ê hồi nhỏ như lấy này chơi gì ta, chơi dò xong cái thổi phải không? Vậy. Dò xong cái thổi ông bóng rồi bạn. Nè bạn. Chút thổi ông á, thổi càng ông á. Thổi càng không? Ê đừng dùng cái đó, dùng cái đó dân. Không có dục, không có dục. Không có dục đâu đâu. Làm gì? Thổi càng. Thổi đây nè, cái bự á. Cái bự á, cái bự á. Cái bự á. Hai. Thổi càng á. Thổi càng không chứ? Lẹ đi, lẹ đi. Má mà thịt nó già. Rồi. Rồi đó, chạy đi. Rồi lấy chém ớt rồi mấy đó. Chém ớt. Đi mấy đó. Đi. Được rồi. Đi đâu tay thúi gì? Trời ơi, chở mùi xin non không? Anh Thái, ăn miếng đi anh Thái. Trời, đổi nón luôn kìa, đổi mão luôn kìa. Anh Thái ăn với em nha. Mão bà đâu. Này ăn em. Ngon quá mấy người, mọi người ơi. Mời bạn nha. Chơi tao luôn ha. Lưng gió mà kia. Gió mình để rồi bà. Được lắm. Đại rồi đấy. Gió đợi ông ăn qua, ông ăn cá rồi. Bây giờ ông ăn, ăn chú. Bây giờ mình thầm xích tao đi, mày cho tao một trái đi. Quy, lấy hai trái mày ra. Má nghe anh Hải nói gì hết tội quá nè hả? À. Má thích dịu sao tôi lát tôi vậy? Ở chuồng vậy? Ai biết? Má dễ chua. Chua hay đánh thằng à. Không sao. Bà nội xích sao lát tôi đi lên. Tôi biết không? Thôi đi xích thằng. Thôi vậy anh em mình lên ăn. Nói mẹ tiếng rồi tao tôi không cho ăn đi, tao cho tao ăn chi. Rồi, đưa lên đừng có vậy. Anh em lên chi, rồi ngồi đây nè. Trời chơi tao quá chơi chơi lá gốc luôn trời. Rồi chút xíu ba này nè, nó cũng xuống không ăn. Giống như há miệng chờ xung vậy đó. Ông bà ông nhìn mình đưa tao. Ông nằm ông há gì vậy? Đại. Nằm giữa, mở không được đâu. Ủa trời. Trừ khi là một cái cánh đĩa. Chị phá này nè. Rồi chị thúi á. Để muối. Không. Rồi chị thúi á. Chị muối chấm miếng rồi trời. Lát cây tháo ra. Tao biết mà, tụi bè sẽ tháo tao ra mà. Ở đây đi chấm muối chấm coi. Tao không chấm đi. Rồi đứt không biết chèn. Bà nội ô, con phải không chùi đâu. Đi lên nè. Để chi, ngồi đây đây chứ có lên ăn hết đi. Trời mưa, kìa tháo qua đi lên đi trời. Có mấy cây này che mà. Có liên quan gì đâu. Trời ơi, sừng rành trái, sừng hồng. Không sừng. Đi sừng tương mi chảnh đi. Đi chảnh đi con. Cái gì anh cũng bên em hết trơn, anh gì cũng đều dành. Ông cái lửa đó, quậy cắn rồi chân trái bây giờ. Cái này bị sâu nè. Bà cố bắt mày cái lửa gãi cắn rồi phỏng trái bây giờ nè. Nó bị sâu á. Bà thấy sự đáo để chưa? Rồi mày sao? Không cho ăn rồi sao? Rồi mày thả không sao? Không cho sao? Má lắc cỡ quần luôn đó sao? Tại mình chết sao? Thả đi. Lên mày đó. Lên. Mày dàm lên sao? Lên. Lên. Rồi phá mở quần ơi trời. Rồi lên. Này đây đỡ bữa đi. Lấy xe về quay chút xíu ông lên đủ ông ở chuồng lên vượt mày quýnh á. Chết mẹ không? Ôi. Này ai làm? Có ông Hải làm chứ ai? Trời. Mình làm đúng người đó. Mình khóa đúng người đó. Xe nữa băng bó cỡ này nè. Qua đây con quay. Bà cô bắt con lấy kéo cắt cái gai. Trời ơi. Thôi, mà đừng lo. Chị Thái ở đây nè, không chưa chạy đâu đâu. Thì mình đi dưới đây. Bỏ đồ ở đây đi trước dưới.
thử không? Má xe mà quấn cỡ đó, còn chiếc xe không? Còn đâu winner á? Xe mà quấn cỡ này. Má đi dưới. Má tồn. Trời trời. Bây giờ ba thằng đi dưới đi, đi dưới sạch bổn dẫn rồi. Cũng đi đâu nữa chân á. Nhớ một phút vô mặt cho tao. Có. Đi. Đấy, giỏ xe đó. Mày chồng ngang mình ấm rồi mày rút cái giỏ xe lên đột cây ra đấy. Sao rồi? Trời trời. Điên kia không đi mẹ chợ. Ổng đâu luôn rồi. Ổng đâu? Đâu rồi. Ổng đâu? Ổng đâu? Cái tránh thằng cái quần kìa. Sao ổng đâu? Sao ổng đâu? Đâu? Đừng phải. Bà cô bắt đi chị chờ bỏ vô nữa luôn rồi. Dạ. Cỏ là cỏ chứ quần ra. Biết dao nữa hả? Có sướng không? Có sướng không? Đám gì? Đây nè, đây nè, dắt dắt dòng đây nè. Té bây giờ nè. Rồi không chơi kiểu gì? Mày chơi tao sao? Rồi không chơi kiểu xe tôi sao? Tao biết tao chơi mày không? Không biết. Thấy không? Không thấy. Tao chơi, tao đâu? Sao? Tôi lấy quần ở đâm cả chừ. Không. Hôm qua bảo nó tháo xe tôi ra đây. Dắt đi, dắt đi, dắt đi, dắt đi. Dắt đi đi. Má dắt quay đầu quần với ta luôn. Đâu, 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 đâu. Tao năn nỉ tôi bay luôn, tôi quỳ tôi lại, tôi bay luôn đi. Tôi quỳ trước anh. Ủa bà nội gì quỳ? Thấy con chim. Thấy đồ chắc mất rồi. Nè, lấy quần. Giờ ông quậy lấy quần lên coi. Lấy quần đi tháo xe ra. Nè, năn nỉ đi. Năn nỉ, năn nỉ mấy anh luôn á. Bắn tay lại. Bắn tay. Bắn tay lại đi. Bắn tay lại. Rồi, dính đó, bắn tay đây. Đây, đây, đây. Bắn tay đây. Mày đứa không? Mày đứa nhắm mắt để mày đứa em bằng tay có gì nè tay chỗ khác mày đứa xe ơi rồi bắn tay lại bắn tay lại tay đây rồi dẫn rồi đó bắn tay ra đây mày đứa nhắm mắt luôn nha dạ xin lỗi mày ơi kim này nó kỳ lắm mày đỡ không nè câu tay vô đi đang nghỉ đó bây giờ nè má không má không má không má nó giờ cấm lạnh luôn nè mày đứa vô thường kìa cha gì đồng mày chưa cái này giả đi kìa giờ sao không anh ta đi không, giờ nghĩ tao tao làm tao thừa nhận tao làm rồi sao nữa anh nghĩ đó đừng giờ cho mượn cái quần ra đi quần đi lấy quần trúng gió kỳ đi đi lấy quần đi anh nghĩ đi anh nghĩ xuống dưới cho lấy quần thay dưới cái gì thay dưới thay luôn tổng thì tổng đi đâu trai con trai sao sợ gì mày xuống đây nè muộn nổi cha ơi đây nè xuống đây mày coi nè rồi giấy tao không giấu đâu đây rồi tao đem lên chảnh rồi mở quần ra cho ổng đi nè mày giờ ổng quần nè thấy ông tội hơn tại được chị phá kìa kìa có túi xách thằng hiệu kìa bẹo đi ngủ chị ngủ xì lên đi lên hai thằng bắt bắt tay là bằng quần giống luôn rồi đi lên lên nhà luôn cho ổng lột ra rồi mà nó đưa quần đi vô cho ta bà đuối chứ chơi tao hả giờ đứa vừa mặt không đi lên nhà cho đưa không hết mặt đây mặt xong mới về được mà chân bóc luôn trời kìa chân bóc luôn chân bóc bóc bà luôn đây 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 ờ không lợi mày máng lợi cây tao lại máng đầu cây à máng cây tao lại rồi đi né xa ra 16m50 nè cho tôi bận đi đây rồi chị ơi trong sáng trong sáng à, ông chạy xuống dưới nhà kìa đi 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 này nè đi này nè đuổi đuổi tới mày, mày kia luôn ê à, thấy hết trơn rồi thấy hết trơn rồi tao vô tao quay thấy hết trơn rồi bà cũng có ai vậy bà có ba không chứ có ai rồi rồi nó chửi đâu nó chửi đâu nó chửi đâu tao cho quần nó về mày đóng hút hết nha hít nào mà nó thổi đen như lá mía thành công đó má không má không má không bữa nay tôi cho ông biết hai ông thằng tù quần ông ra sao kệ đây nè đây dạng quạo thôi à dạng quạo thôi em giảng quạo nha mình nói bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn mình sẽ giữ cái quần này tới khi nào ông năn nỉ xin lỗi mình trả quần cho ổng các bạn xem các bạn xem video thứ hai nhấn like và subscribe cho kênh nha và click vào chuông để thì thông báo video tiếp theo nha.
Mà xem nó đậm hạ con cáo á. Cái bạn biết cái này đúng không? Mình có biết là tiếp theo nè. Bye bye.